là với khả năng sử dụng chiêu E mưa đạn của mình thì Teddy sẽ là người có khả năng chủ động hơn một chút về khoản đẩy lính cũng như là kiểm soát lính ở khu vực đường dưới so với cặp đôi của Dev cũng như là Barrow. Hoàn toàn đồng ý. Tôi nghĩ rằng Teddy là một xạ thủ có khả năng dùng rất nhiều những mẫu xạ thủ khác nhau khu vực đường dưới. Anh ta kể cả thời điểm mà con Varus sát lực nổi lên khu vực đường dưới, anh ta vẫn có thể dùng được những... Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với trận tứ kết 2, cuộc đối đầu giữa Drenik và Quang Đông Freak. Drenik bên phía của đội 1 và Quang Đông Freak bên phía của đội 2. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng ta lại thấy một Kin mang một vị tướng chống chịu lên khu vực đường trên. Anh ta phải đối mặt cùng với Zay của Kingan. Kingan đã apply pick con Zay rất tự tin của mình. Music đang quyết định di chuyển vào để khởi động con rồng nguyên tố đầu tiên. Trong lúc đó thì Teddy đang có dấu hiệu bấm B về và trở lại khu vực đường dưới để có thể đón lính. Pha máy dọn lính đẩy lính khá nhanh đến từ Barrow và có thể sẽ khiến cho Teddy bị mất lính trong tình huống bấm B này. Hoi sẽ là phải là người đứng ở lại để giúp cho Teddy giữ cái đợt lính tránh đẩy vào trụ. Nhưng trong khi đó thì Drenik sẽ có rất là nhiều thời gian để tấn công vào con rồng đầu tiên của thi đấu này. Khởi rồng rất ổn, một khởi đấu rất ổn đến từ Drenik. Có những pha kiểm soát mục tiêu tiến sang rừng của đối phương cướp bóc tài nguyên và sau đó thì kiểm soát được con rồng đầu tiên nữa. Fate thì vẫn đang trên con đường farm mà thôi. Anh ta đã có nước mắt nữ thần với 105, chỉ với 105 số. Ở phía bên này thì Elim đang bị tấn công bởi Pyosic. Đã phải mất đi tốc biến khi đối phương đã có cấp độ 6 từ nãy rồi và anh ta mới chỉ đang cấp độ 5 mà thôi. Kin là người bị bắt. Nhưng tôi nghĩ là anh ta vẫn đủ sức để có thể lùi về. Fate ở phía bên này bị dính bài vàng. Zika tốc biến qua tường và anh ta có vẻ như thoát lui, nhưng phía bên này là Kin đang chặn đầu, Kin đang bị dính theo đốt. Và Pyosic cùng những Kingen quyết định tấn công vào hồi. Và đó là chiến công đầu dành cho người chơi đi rừng của Renick. Một tình huống xử lý rất rời rạc đến từ bên phía Quang Đông Freak. Tôi thực sự không hiểu là họ đang làm cái gì cho thứ vừa rồi luôn. Một cái áp lực đẩy lính khá ổn. Không có mắt ở trong bụi cỏ trạc 3, nhưng nếu Pyosic tiến ra thì đây sẽ là tình huống 3 vs 3. Elim cũng đang đứng dình ở trong bụi một khoảng thời gian khá lâu rồi nhưng anh ta vẫn chưa lộ mặt. Hoi có cho mình chiêu cuối thủy lôi tầm nhiệt và cả thiêu đốt nữa. Đó là chiêu cuối được kích hoạt đến từ vị trí của Teddy. Ép được bão tố nổi dậy của Dev, nhưng nó chỉ dừng lại ở việc hai chiêu cuối đổi với nhau mà thôi. Elim và Fate ở phía bên kia thì đang tấn công vào rồng, thông tin là có dành cho Renick. Họ đang tiến ra Zika ở phía bên hông. Đó là cú móc trúng đến từ vị trí của Hoi. Tất cả mọi thứ dồn vào Pyosic và anh ta bốc hơi mạng dành cho Teddy. Teddy có thanh tẩy và họ quay ngược lại tấn công vào Zika. Double kill cho Teddy. Thì đó là Barrow nằm xuống. Dev cũng không còn quá nhiều máu nữa, anh ta bắt buộc phải sử dụng cú hồi máu của mình để lùi về. May mắn khi lách khỏi cú móc mỏ neo đến từ vị trí của Hoi. 2-1 cho Quang Đông Freak cùng con rồng thứ hai của ván thi đấu. Chúng ta sẽ cùng xem lại thì, cái preview đến từ vị trí của Hoi với con bản Nautilus. Anh ta kéo chúng vào Viego và ngay lập tức sử dụng cái cú chiêu cuối của mình. Quá nhiều hiệu khống chế và thêm một cái thảm lửa nữa. Pyosic thì anh ta lên bảng điểm xuống ngay lập tức. Và sau đó thì xạ thủ của họ đó là chiêu vị trí của Dev cũng đã phải mất đi cú hồi máu để lui về rồi. Một pha giao tranh rất tham lam của Renick, họ phải trả giá. Đây là pha mà Pyosic vẫn quyết định can thiệp khu vực đứng trên để lấy về cái trụ đầu dành cho mình cũng như là giải phóng Jace của Kingan. Godofric vẫn đang có một con Corki ở khu vực đứng giữa tăng tiến sức mạnh thực sự vô cùng ổn. Anh ta đang có 282 stack của thần kiếm, chuẩn bị lên thần kiếm Muramana rồi. Đó là sát thương rất nhiều. Người bị đẩy về đó là vị trí của Kingan, nhưng phía bên này thì Elim cảm giác không chạy được. Đó là bài vàng kích hoạt. Sát thương dồn vào của Pyosic với chiêu cuối là không đủ. Đó là cú định mệnh đáp xuống, nhưng khi mà anh ta đáp xuống thì ta bốc hơi. Mạng dành cho Fate, một pha định mệnh đi vào lòng đất đến từ vị trí của Zika, còn phía bên này thủy lôi tầm nhiệt và thêm cả hóa dương hiệu triệu của Kin nữa. Nhưng Pyosic không bị đẩy dê lần thứ hai hất tung, nhưng Barrow thì khác. Anh ta không còn tốc biến, bị móc lại bởi vị trí của Hoi và đó là mạng thứ ba cho Teddy. Thêm một cú định mệnh nữa không hiệu quả đến từ Zika trong ván thi đấu này và Dev người vẫn còn hai phép bổ trợ có với chiêu cuối, liệu rằng có về đây không? Đây cú móc đến từ Hoi, góc móc là trúng và Dev bắt buộc phải bung lông để có thể rút lui trong tình huống một mình anh ta đang phải chống chọi lại đợt đẩy đến từ ba thành viên của Quang Đông Freak. Và đội hình của Drenik cũng không phải là một hình có quá nhiều chống chịu. Tôi nghĩ là người cứng nhất trong đội hình của họ chỉ là vị trí của Barrow mà thôi. Nhưng nãy giờ thì Barrow cũng đã phải nằm xuống hai lần trước những cú móc mỏ neo đến từ chỗ Hoi nữa. Thì Drenik sẽ phải làm như thế nào với bài toán hai xạ thủ bên phía bên kia? Fate vẫn đang đẩy khu vực đường dưới, trong khi áp lực của Godofric là đủ để họ có về con rồng thứ hai của ván thi đấu, con rồng thứ ba của ván thi đấu này và cũng là rồng hai dành cho linh hồn rồng công nghệ. Với một đội hình đánh về late game sẽ cực kỳ khủng khiếp. Và bây giờ thì đang là một tình huống Aram ở tại khu vực đường giữa và cầu sống khởi đầu tốt đến từ Kingan. Người bị giữ chân lại là Kin, máu mất đi của anh ta là không ít. Và Teddy cũng đang cố gắng lựa góc để có thể gây sát thương Zika, là người bị dính khá nhiều sát thương tình huống vừa rồi. Cú big bomb đến từ Fate trúng vào người của Pyosic. Một quả cầu sấm chất lượng trúng cả ba thành viên đối phương, trong đó có hai xạ thủ của Kingan. Họ cần những cú cầu sấm như vậy để có thể gây áp lực.
Cả hai đội đều đang thi Aram ở khu vực đường giữa và để xem ai sẽ là người có máu tốt hơn. Thì vừa rồi Kingen lên tiếng với con bài dây Hai đồ lớn đã có. Maita vừa mới up xong thành công thần kiếm Muramana cùng với Nguyệt Đao. Lượng sát thương nếu như anh ta sử dụng cầu sống và cầu gia tốc trúng thì nó sẽ là rất nhiều. Vừa rồi các bạn cũng đã được chứng kiến họ đang muốn gây áp lực, đó là Tế Dương hạ sàn. Người lao vào là vị trí của Elim. Cú đẩy dê lần thứ hai nó không quá nhiều tác dụng, nhưng Zika đang phải ở đầu mối ta tốc tiến bỏ chạy để thoát khỏi tầm tấn công đến từ bên phía của đối phương. Còn Đông Frick không mất bất kỳ ai cả, nhưng họ mất đi cái chung một vùng giữa. Radek sớm hơn so với đối phương tại khu vực đường giữa, đang mở ra một bản đồ thoáng hơn dành cho họ. Chúng ta nói quá nhiều về đội hình của cả hai bên là đội hình cấu rỉa. Đội hình cấu rỉa thì phụ thuộc vào lượng tầm nhìn có trước đến từ cả hai bên. Và Quang Đông Frick rõ ràng đang là người thất thế hơn về mặt tầm nhìn, họ vừa mất thêm trụ một khu đường dưới. Hiện tại thì Quang Đông Frick vẫn đang cố gắng di chuyển vào trong khu vực hang rồng. Họ đã có mạch rồng 2 trước đó và nếu như ăn thành công được con rồng này thì đây sẽ là 3 rồng dành cho Quang Đông Frick. Sức ép và dạng về sau sẽ rất nhiều, nhưng vừa rồi là một pha cầu sấm qua cổng gia tốc cực kỳ chất lượng đến từ Kingen. Và toàn bộ đội hình của Quang Đông Frick bị đẩy lui. Họ không còn quá nhiều máu để có thể tự tin giao tranh nữa. Đường giữa cũng đã bị mất thế. Và Dev cùng với những người đồng đội đang liên tục di chuyển, họ kiểm soát được trong khu vực bùa xanh của đối phương. Và đường về của Quang Đông Frick chỉ là những cái tình huống bấm bê về mà thôi. Họ thậm chí còn có nguy cơ mất đi thêm cái trụ hai khu vực đường giữa nữa, khi chỉ có một mình Hoi đang có mặt ở đây. Mất cả rồng và bây giờ họ muốn phản công với một cú dịch chuyển được dùng đến từ Phết với gói hàng hỏa diệu triệu hất tung, nhưng ở tầm hơi xa Phết bắt được hai thành viên đi lẻ, đó là Dev cộng với cả vị trí của Kingen, cả hai đều mất tốc biến và Dev đã phải lên bảng rồi. Một ma gục nữa dành cho Teddy trong ván thi đấu này. Kim đang quăng giữ chân Zika lại với hàng loạt hiệu khống chế mà anh ta có thể có. Cú kiệt sức đến từ Zika không đủ để giúp cho anh ta rút lui được. Double kill cho Teddy, cơ hội Baron mở ra cho bên phía của Quang Đông Frick và Kingen phải làm thật tốt với những quả cầu sống của mình. Tôi vừa nói xong thì anh ta bắn cầu sống trượt. Phết đang ở một lượng máu không phải là quá nhiều, nhưng đồng đội của anh ta đứng phía trước để cover. Đó là Kin, đó là Hoi, hai bức tường thực sự vững chắc. Và hai xạ thủ Quang Đông Frick bắt đầu vào đai Baron. Baron tụt máu cực kỳ nhanh. Sau khi đã có được hai cái thần kiếm thì Phết cộng với Teddy vẫn có lượng sát thương đánh tay cực kỳ chất lượng. Quyết định đưa ra đến Radex là buông bỏ con Baron này. Mặc dù Basic vẫn còn tốc biến trừng phạt và cả chiêu cuối, nhưng mà anh ta không có bất kỳ một cách nào để thực tiến vào Baron cả. Đây sẽ là con Baron ở phút thứ 23. Chúng ta sẽ được xem chi tiết tình huống di chuyển đến từ Teddy. Đây, anh ta đi qua tầm nhìn. Và một pha tấn công với cú định mệnh được dùng đến từ Zika. Một Mid Fountain không còn phép bổ trợ. Hoi đến không đủ nhanh để cover cho tình huống này và anh ta cũng không có chiêu cuối nữa. Những cái lượng sát thương trả lại đến từ bên phía Quang Đông Frick là cực kỳ ấn tượng. Đó là lượng sát thương lớn đến từ Cocky của Fate. Và càng đánh khi mà Kin càng có cấp độ, những lượng trang bị được cường hóa thêm cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho Quang Đông Frick trong ván thi đấu này. Vừa rồi thì anh ta cũng đã được up đồ đến từ vị trí của On nữa. Một đội hình đánh về late game cực kỳ mạnh dành cho Drenic, dành cho bên phía của Quang Đông Frick ở phía này. Ui, một pha bão đạn đến từ vị trí của Teddy. Và Kingen bốc hơi, anh ta không có tốc biến và đi ở một cái hướng cực kỳ xấu trong pha vừa rồi, mất luôn trụ một khu vực đường giữa. Đây là thời điểm mà Quang Đông Frick sẽ muốn gỡ gạc lại những lượng tiền mà họ bị dẫn trước ở trong cái thời điểm trước. Và đây sẽ là cái trụ thứ hai ở khu vực đường giữa dành cho Quang Đông, cũng như là cái trụ thứ tư dành cho họ. Một con Baron đầu tiên của ván đấu và Quang Đông Frick lấy được tổng cộng khoảng chừng 3.000 tiền hơn từ nó. Nhưng đây là một ván thi đấu mà Drenic vẫn đang giữ được cơ sở. Khi mà cái con rồng vừa rồi họ là người kiểm soát được và hiện tại mới chỉ là cân bằng hai đều về rồng mà thôi. Kể cả Quang Đông Frick có ăn được con rồng này thì đây vẫn mới chỉ là rồng 3 và chưa có linh hồn rồng công nghệ dành cho đối phương. Battle đang tiến ra cùng File 6. Khi ngần ở tuyến sau, anh ta cần có những cú cầu sấm qua cổng gia tốc chất lượng, nhưng vừa rồi thì cũng đã không cướp được rồng. Quang Đông là người kiểm soát được nó và họ lui về với cả 5 thành viên. Còn thậm chí họ muốn đang bắt vào Zika. Đó là dấu hiệu triệu hất tung lần 2, ép được tốc biến của đường giữa Renick. Còn bây giờ thì bên phía của GDF, họ có đủ sự tự tin để tiến ra con Baron thứ hai của ván đấu này với gói hàng trên người của Fate. Kin đang ở một góc rất khó chịu để anh ta có thể thực hiện những tình huống cầu sống, chính xác là những tình huống hỏa dương hiệu triệu cầu sống của hồ gia tốc đến từ Kingen. Nó không lấy được nhiều máu lắm đến từ Kin. Baron còn lại khoảng hơn 1.000 máu. Nó thuộc về trong cú trừng phạt đến từ Elim. Người bắt lại là Fate, anh ta dính cầu sống, anh ta không kịp dùng gói hàng. Tết đi tung bão đạn cũng không phải là quá đẹp. Và bây giờ họ đang bắt buộc phần rút lên cánh trên, họ tấn công ngược trở lại và hai gục thành công được Zika. Bốn người còn lại của Quang Đông Frick vẫn còn khá khỏe. Vero đang lựa góc để anh ta có thể mở giao tranh bằng thiên địa kiếm, nhưng anh ta có dám vào hay không thì anh ta hết nhận thức, anh ta vẫn vào. Anh ta tốc biến người trở ra, Kin đưa ra một cú hook, anh ta còn tốc biến và băng vào đến từ Elim. Vẫn đang giữ vị trí tốt tuyến sau đến từ Teddy để có thể gây sát thương kinh ngần, dọi một cú thấu kính. Phát hiện ra Teddy, anh ta bắn cầu sấm trúng, sát thương là chưa đủ. Pha bắn trả đến từ Teddy và sát thương đến từ Dev là đủ để kéo theo Teddy. Sau đó anh ta vẫn đang tiếp tục bắn vào người của Elim, sát thương trả lại Elim là đủ và đó là một kill cho Dev, nhưng anh ta đã phải lên bảng và quét sạch. Dành cho Quang Đông Frick, họ vẫn giữ được hai bùa đại Baron trên người của Elim cũng như là Hoi. Elim trâu quá và cái khả năng hồi phục của anh ta cũng quá nhiều với một cái truy hấp huyết nữa. Đi chung với nhau và mang lại
được bao nhiêu tiền từ Corbaron này. Meadow đang bị làm chậm. Hoi tiến tới bỏ dừng hiệu triệu được kích hoạt đến từ vị trí của... Ôi, anh ta đẩy dây trượt ạ. Phía bên này thì người bị mắc lại đó là vị trí của Barrow. Anh ta đã phải nằm xuống. Dep đang cố gắng chạy về cùng với hai người đồng đội của mình. Cú thu lông không giữ chân được ai cả. Dịch chuyển đến từ vị trí của Zika. Anh ta vẫn đang chọn bài nhưng không thể nào chọn được bất kỳ thành viên nào của con Phoenix cả. Vẫn đang còn đó bộ lại Baron đến bên phía của KDF. Họ đang muốn đẩy khu đường giữa với bộ lại Baron. Kin đã che rất tốt quả cầu sấm vừa rồi. Kingan vẫn đang có định dọn lính nhưng rõ ràng góc da rồng của họ đang tệ hơn. Ui. Kingan ăn một loạt sát thương và anh ta không còn đủ máu để đứng lại nữa. Anh ta nên cân nhắc việc bấm B về và dịch chuyển trở lại, nhưng có dịch chuyển trở lại chăng nữa. Rồng cũng đã thuộc về bên phía Quang Đồng Freak. Và như vậy là linh hồn rồng công nghệ dành cho KDF trong một đội hình mà họ có Corki cộng với Mid Fortune. Tôi không tưởng tượng được cái cảnh mà ai đó bên phía Ranex bị làm chậm lại thì họ sẽ lết cái chân của mình đi như thế nào. Cú dịch chuyển được dùng đến từ Kingan. Và Dep cộng với Zika đang quắng dìu dắt nhau về với tầm nhìn cộng thêm đến từ cú định mệnh. Người đi trước, còn Dep thì sao? Dep thì sao đây? Ai cứu Dep đây? Rất tội nghiệp cho Dep, anh ta tấn công để ăn được trụ hai đối phương trước khi phải nằm xuống. Cú chiêu cuối được dùng đến từ vị trí của Hoi và Dep thậm chí là không dùng luôn chiêu cuối bão tổ nổi dậy của mình trong tình huống vừa rồi để câu thêm giờ. Và cánh trên bên phía của Dranek đang bị đẩy bởi rất đông các thành viên bên phía của Quan Freakin vẫn còn dịch chuyển. Và anh ta sẽ về để phòng thủ trụ ở tại khu vực giữa. Rất khó dành cho Dep khi mà anh ta cũng không có quá nhiều khoảng trống để có thể chơi game. Tuyến trước của Quantum Freak thì lại quá trâu với Kin, Elim và thậm chí là Hoi nữa. Những cú thủy lôi tầm nhiệt liên tục được sẵn sàng để thể bắt vào người của Dep khi mà anh ta chưa có những đồ theo thiên hướng phòng thủ. Còn ngược lại phía bên này thì Teddy cũng đã hoàn thành xong một cái áo choàng bóng tối cho mình ở món đồ lớn thứ tư, chuẩn bị phun đồ đến từ xạ thủ của Quantum Freak. Và họ tập trung 4 người để đẩy khu vực đường dưới. Barrow đã tiến ra một cú theo lời định hướng của Fate. Và Barrow mất độ 40% máu trong pha này, đã có một đường cho Quang Đông Freak đường thứ hai sẽ chuẩn bị có nếu như cái nhà lính ở khu đường giữa này nó bị phá hủy. Và tôi nghĩ là họ đủ sức để có thể lui về. KDF có muốn đánh mấy phía của Renick muốn đánh không? Tôi nghĩ là không. Và họ đang thực sự có được một cái lợi thế cực kỳ lớn ở trong ván thi đấu này, để xem họ sẽ kết thúc nó như thế nào. Khi tôi nghĩ là chênh lệch giữa hai đội về lượng tiền nó chỉ là 4-5k thôi, nhưng thực sự về sát thương ở trong thi đấu giao tranh 5v5 thì Quang Đông Freak sẽ là những người nhỉnh hơn rất nhiều. Và đang sở hữu hai xạ thủ Teddy cùng với Fate quá xanh ở thời điểm hiện tại, tập trung người và đẩy xuống khu vực đường dưới đã là cái trụ thứ 8 cho Quang Đông Freak cùng với linh hồn rồng công nghệ. Dep sẽ phải làm thế nào để né khỏi những cú big bomb của Fate, và vừa rồi thì anh ta không né được, 50% máu bị mất đi. Đó chỉ là một quả bom thường mà thôi, Dep đã mất gần đó máu rồi. Và cái hiệu ứng làm chậm đến từ linh hồn rồng công nghệ vẫn là rất khó chịu nữa. Một tiếng dùng cổng công nghệ để di chuyển ra phía sau để đối phương đến từ cả Barrow lẫn cả vị trí của Zika nữa. Định mệnh lấy tầm nhìn trước đến từ vị trí của Zika. Thái dương Asan, Fate mất máu khá nhiều nhưng ta vẫn đang đứng bắn được. Có vẻ là một tiếng đập vào hơi sâu đến từ cả Zika lẫn cả Barrow. Họ nằm xuống ở tuyến sau đối phương trong khi đó tuyến trước. Teddy đứng chặn toàn bộ các thành viên bên phía của Dranek. Dep không vào được, Kingan không vào được, quả cầu sấm chất lượng. Dep có một tình huống đứng núp phía sau, còn người băng vào đó là Piusic. Anh ta hạ gục thành công được Teddy. Teddy không còn tốc biến, tiếp tục lại là chiêu cuối đến từ vị trí của Piusic. Cú tốc biến né, cú làm choáng đối phương và trả sát thương ngược trở lại đến từ bên phía của Quantum Freak với dịch chuyển trở lại đến từ Fate. Fate đang trở lại, Dranek cần phải nhận ra điều này, đó là gói hàng. Họ nhận ra thì đã là quá trễ rồi, phát tốc biến rất nhiều đối phương đến từ Fate. Quả từ định hướng chất lượng đến từ Fate và anh ta có thể có được triple kill. Không, không có triple kill, chỉ có double kill rồi, nhưng đó cũng là đủ để Quantum Freak có được chiến thắng trong ván thi đấu đầu tiên của cặp trận BO5 tứ kết 2 này. 21-6 là tỷ số ở ván thi đấu này, và Quang Đông Freak đã là những người làm tốt hơn ở trong trận giữa và cuối ván thi đấu.